Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với trang lô KTV. Ở những video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cách để tải và cài đặt cái ví mềm phi tập trung Huobi Wallet. Tiếp theo, video này KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để rút coin từ sàn Huobi về cái ví Huobi. Rồi, quý vị ai chưa có tài khoản sàn Huobi thì quý vị hãy đăng ký theo đường link KTV để đường link và để cái mã đăng ký ở bên dưới video này. Trước hết, quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản sàn Huobi. Rồi, bây giờ quý vị hãy sang cái ví Huobi Wallet. Quý vị chọn vào Wallet ở phía dưới màn hình này. Rồi, thì quý vị xem trong cái danh sách các token nó đã có ở trên cái màn hình chính chưa. Nếu chưa có thì quý vị hãy vào cái dấu cộng này. Đó, cái dấu cộng rất nhỏ thôi, quý vị để ý này. Rồi, thì quý vị tìm đến cái token mà quý vị muốn bật nó lên. Đây, ở đây KTV sẽ bật cái USDT này và nó chạy trên cái network Heco. Ok chưa? Rồi, click vào cái hình tròn màu trắng để bật này. Ok, đã bật rồi. Rồi bây giờ quý vị bấm mũi tên để quay trở lại này. Bây giờ quý vị hãy lấy địa chỉ. Quý vị có thể rút bất cứ các token nào từ sàn Huobi về. Ở đây KTV sẽ rút USDT. Ok chưa? KTV sẽ chọn này. Chọn này. Rồi, quý vị chọn tiếp vào Resay này. Resay. Đó, quý vị có thể quét cái mã QR nếu quý vị sử dụng hai điện thoại, hoặc quý vị có thể copy cái địa chỉ ví này. Rồi, quý vị click vào đây, chọn này. Ok, đã copy này. Quý vị bấm mũi tên để trở lại này. Rồi, bây giờ quý vị hãy quay sang cái sàn Huobi. Quý vị vào cái phần tài sản ở góc dưới màn hình này. Tài sản. Rồi, quý vị chọn rút tiền. Ok chưa? Rút này. Quý vị có thể nhập vào cái ô tìm kiếm cái mã token mà quý vị muốn rút về. Thì ở đây KTV chọn luôn là cái USDT này. Đó. Và KTV sẽ chọn cái chain là Heco. Đó, quý vị lưu ý này. Ở đây có 4 chain là ERC20 này, TRC20, Heco và OMI. Quý vị phải chọn đúng chain, nếu như quý vị chọn sai là sẽ bị mất coin. Ok chưa? Rồi, ở cái ô địa chỉ rút tiền, quý vị hãy dán cái địa chỉ vào đây. Rồi, ở cái ô số lượng này, quý vị hãy nhập số lượng mà quý vị muốn rút, hoặc quý vị cũng có thể chọn rút tất cả. Ok chưa? Và ở đây, cái phí ở thời điểm hiện tại đang là 0.11519. Đó. Rồi, quý vị nhấp vào rút tiền này. Quý vị tích vào cái ô tôi đã kiểm tra thông tin rút tiền này. Đó, quý vị xác nhận này. Bây giờ quý vị hãy xác nhận bằng email trước này. Rồi, quý vị hãy mở email lên để lấy cái mã xác minh. Ok, KTV sẽ mở email lên này. Đó. Đây. Email từ cái địa chỉ là HB đây này. Thì quý vị hãy lấy cái mã số từ cái hộp thư đến của quý vị và nhập vào 950136.
0136. Rồi, đến cái phần thứ hai là xác minh Google. Thì quý vị hãy vào cái Authy để lấy cái mã. Ok chưa? Cái mã Authy này nó chạy trong vòng 30 giây cho nên quý vị phải thao tác nhanh. Copy này. Rồi, quý vị dán vào. Quý vị nhấp vào xác nhận này. Rồi, ở đây nó sẽ hỏi. Rồi, quý vị có thể nhấp vào bất cứ cái nào, tùy quý vị, cái này không quan trọng. Rồi, quý vị nhấp vào hoàn thành này. Ok, và quý vị có thể chờ từ 10 đến khoảng 20 giây. Bởi vì cái trên Heco này nó mới ra nên là phí rẻ. Thứ hai là độ trễ cũng như là tắc nghẽn mạng là chưa có. Bây giờ quý vị hãy quay sang cái ví Huobi Wallet để kiểm tra xem nào. Coi nó đã về đến ví chưa. Quý vị có thể rút bất cứ cái nào. Nếu quý vị rút HT từ sàn về cái ví thì thao tác nó cũng y như là quý vị rút USDT. Và quý vị lưu ý này, cái chain Heco này là một chain rất chi là mới. Và nó là của cái sàn Huobi. Và chủ yếu là phục vụ cho các coin DeFi cũng như là các hệ sinh thái DeFi của Huobi. Và quý vị muốn giao dịch swap hay còn gọi là mua bán các token ở trên cái ví Huobi Wallet này thì quý vị bắt buộc phải có HT để làm phí giao dịch. Đó. Thì nó giống như là quý vị sử dụng cái mạng BSC của Binance thì quý vị phải có BNB để làm phí giao dịch. Rồi, quý vị có thể trở lại cái sàn Huobi để kiểm tra lại cái lịch sử giao dịch này. Quý vị vào tài sản này. Rồi, quý vị chọn vào cái token mà quý vị vừa rút về này. Đây, thì cái lịch sử giao dịch rút gần nhất này. Đó, quý vị có thể lấy cái mã TKH này, copy này. Rồi, quý vị trở lại cái trình duyệt. Quý vị vào địa chỉ hecoinfo.com và dán nó vào cái ô tìm kiếm. Ok, thì đây là một trạng thái giao dịch đã thành công này. Đó. Địa chỉ gửi này và địa chỉ nhận này. Mã token đây là USDT Heco này. Rồi, quý vị kiểm tra lại bên cái ví xem là đã về chưa. Rồi, quý vị để ý này. Vậy là USDT KTV vừa rút từ sàn Huobi về cái ví Huobi đã thành công rồi đây này. Đó, ok chưa. Quý vị lưu ý, quý vị sử dụng và cập nhật cái phiên bản ví Huobi Wallet mới nhất. Có thể KTV sử dụng cái phiên bản chưa được cập nhật nên là độ trễ nó về hơi muộn. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.